Tiếp theo là sao màu vàng? Chọn đi úp. Màu vàng này thì là sẽ là màu đỏ, màu xanh lá. Tiếp theo là màu ngọc. Với phần nét thì là các màu này đã là các màu gọi như là cơ bản để mà mình nhận diện màu. Ở đây nó cũng như là một center cảnh tĩnh tương ứng với cảnh beam. Từ center của beam này. Tương ứng với cả màu của nét. Có giá trị tương đương nhau. Từ cảnh của nét đây ta cũng kết hợp switch với những như trên beam thì là có những cảnh mu miếc, một cảnh chạy dần chạy ấy, thì là ở trên con nét sẽ không làm được hệ điều đó, nhưng con nét sẽ ví dụ sẽ làm được hệ đổi màu. Ở đây thì là trên chế độ switch đã có chế độ đổi màu sẵn. Kích đèn nếu mà muốn đổi màu nhanh hay chậm thì mình kéo ở fader dưới này, nó fader speed. Muốn nhanh thì kéo sang phải, chậm kéo sang trái. Đây là bên của nét dimmer chain, cũng tương ứng với cả dimmer chain của beam. Thì là mình cũng có thể chỉnh sửa chạy theo khóm, như là khóm của beam, chạy theo khóm khóm 1, khóm 2, khóm 3 hoặc là nhiều khóm hơn. Ở đây mình sẽ chỉnh sửa lại cái khóm của dimmer chain nhé. Giữ shift kích chuột phải này, chọn edit này. Đây mình sẽ cắt hết các cái cảnh cũ của đèn đi này. Cái dimmer chain sẵn này, bỏ hết luôn. Chú gọi đèn này. Kéo hết dimmer xuống và gọi theo nhóm. Ví dụ như là 1. Xong bước số 1 cảnh đèn số 1. Ta làm xong cảnh đèn số 2. Xong cảnh số 1 ta tạo xong cảnh số 2 này, new này. Sang bước số 2 nhé, bước số 1, bước số 2 này. Bước số 2 ta kéo cảnh đầu tiên xuống. Mở dimmer của cảnh tiếp theo lên. Xong ta tiếp theo ta lại làm cảnh của số 3. Kéo con đèn số ở khóm 2 xuống, lên khóm bạo, khóm 3. Ở đây vừa đây thì là đèn sẽ chạy theo cái ý tưởng của mình, theo khóm của mình quyết định, chứ không phải là theo cái sự sẵn của cái sunlight nó cho mình nữa. New lại này, tắt là dấu x, chọn yes. Trên một cái nền này mình sẽ kết hợp với nền chung của beam luôn. Cái tốc độ mình sẽ căn theo cái tiếng trống hoặc tiếng gì đấy để cho nó phù hợp với bài hát. Thì là ở đây cái phím nóng, mình sẽ để cái phím nóng ví dụ đây sẽ là 8, đúng không? Tương ứng với cái cảnh đi mơ chơi này mình cũng để là 8. Khi mình vào đi mơ chơi cùng vào 8 cái là cả đèn pin và đèn led nó vào hết luôn. Ở phần dimmer chain của nét này thì mình có thể cộng thêm shutter là chớp. Beam cũng vậy. Tạo thêm shutter của beam ở trong này nữa. Ở phần nét này thì tiếp theo nó chỉ còn có một cái nữa là dimmer scene nữa đây. Thì là mình cũng kích vào một cảnh đèn đúng không? Mình cũng chọn switch.
chọn introduction, chọn OK edit. Cũng tương tự như BIM, mình gọi đèn lên này, tổng đèn, mở khóa cần dimmer, kích chuột phải chọn start effect. Ở đây thì trên của net thì nó sẽ có cho mình là RGB nữa, nhưng mà ở đây mình sẽ chỉ chọn dimmer thôi, kích mở khóa dimmer, chọn scene. Ở đây mình sẽ nắn phaser, chọn cái pha làm sao cho đèn nó chạy so với phù hợp với sân khấu mà vị trí treo đèn ấy, cho hợp lý. New lại thì mình chỉ việc tắt X, chọn Yes, Yes tiếp là đến New lại. Trên Switch này có giá trị tương đương với của BIM ở bên lúc trước đang làm ấy. Sẽ tương ứng với như này. Và ta đặt gán chung phím nóng, cả nét cả BIM chung một phím nóng trong Effect, thì là khi vào mình sẽ vào được cả nét và BIM luôn. Phần mix màu này thì là nó bảng hệ Simi mà, nên là mình có thể chọn màu theo ý muốn mình luôn. Ở trên cái phần nét này thì là còn ai thắc mắc gì không ạ? Tại vì mình nghĩ là cái nét này nó rất là đơn giản. Nó chỉ có chọn màu và sáng tối. Cái fader time. Anh giữ shift nhá, kích vào cảnh đèn, anh giữ shift. Kích chuột phải. Chọn setting. Đây là cái fader của anh này. Cái fader đúng không? Anh tích vào fader. Anh đang để chế độ sen. Tú ra xem chuyển về sen này. Anh kích vào sen này. Chọn Gaina trước này, cho về tổng này. Đúng không? Anh kích vào fader. Thì cái thời gian in và out của anh đây, thời gian đèn vào này. Thì là anh sẽ chọn cái thời gian đây tương ứng với anh chọn là bao nhiêu anh cảm nhận là anh để bao nhiêu nó vừa phải. Như em thường thường thì em để 3 giây hoặc 5 giây. Đây vào Gaina đây rồi. Kích đây, chọn setting. Xem fader no vô này à. Nếu mà để nhanh thì nó hơi bị rối mắt. Để này rối mắt lắm. Nó sẽ, cái này thì nó sẽ cho mình can thiệp fader thời gian in vào ở đây luôn. Nhưng mà để nó càng nhiều tab như này thì nhìn nó càng rối mắt mà. Thì là ở phần nét này còn ai thắc mắc gì không ạ? Nhau cơ. Cái effect sẵn trong slide gì? Thì ở đây nó có sẽ effect chạy dimmer switch này. Em chưa hiểu gì anh nhỉ? Có nghĩa là gọi vào đèn mở như này, gọi effect trong này luôn. Kích nút vào đây gì? Đấy. Đúng không? Đây gì? Con nói gì? Đây gì? Dumbo gì? À cái này thì trong effect ở trong mấy thôi. Ừ. Đúng không? Chọn Dumbo chẳng hạn này. Những cái này thì là effect ở trong này, nó toàn bộ cái effect của đèn nhé. Nó ở trong cái bảng đây khi mình kích. Khi mình kích mở khóa ra này, chọn edit ra đúng không? Mình muốn chọn effect. Chọn tổng các đèn này. Kích chuột phải đây, trong cái bảng effect này. Thì nó sẽ đầy đủ hết tất cả cái chức năng của con đèn. Từ Conomic cho đến Grid này, độ sáng tối. Hoặc là Dimmer. Đây là cái đổi màu tự động ấy. Thì mình có thể chọn luôn, ví dụ là Rambo hay là Rambo Chase hay là gì đấy là do mình. Thường thường em làm thì chủ yếu thì là những cái này thì em cũng sẽ không đụng đến nữa. Em chủ yếu là em sẽ dùng ở trên cái hệ Switch hơn. Và cái địa chỉ của net D hay A không quan trọng,
anh chủ yếu là cái chế độ đèn của anh luôn phải để ở chế độ đèn chế độ đủ kênh. Ở ví dụ nét, ví dụ chế độ của SVT nét để là A nó ra chế độ đủ kênh 8 đệnh. Còn nếu mà để D nó chỉ có 4 đệnh. 4 đệnh nó chỉ có 4 màu. Còn ví dụ để 8 đệnh thì nó sẽ có chớp, dimmer các thứ nữa. Thế là không phải là chỉ có một mình SVT bán đèn mà còn rất là nhiều hãng khác. Thế có phải là cứ phải D bây giờ đèn của nhà em là A nhưng mà anh có bảo là để phải để D mới được. Đấy, theo đèn của anh để D mà. Thế nhưng mà nếu mà chế độ là D thì đèn với em sẽ không chạy được đủ kênh. Thường thường như nét là em làm thì là em hay để 10. Thì em cộng nó cũng dễ mà hai là nó cũng không tốn mấy địa chỉ. Thì là anh em cộng đi đếm số thì mới hai là trên nét ấy mình không cần phải chia quá là nhiều địa chỉ. Không cần mỗi con một địa chỉ đâu. Thực tế mình có thể chia theo nhóm hoặc hai con một địa chỉ đặt đối xứng nhau. Để tạo effect cho nó có effect ở trên đèn thôi mà. Còn màu thì mình sẽ cũng vẫn pha được, chia được cái sự mảng mình trên sân khấu. Nếu mà để mỗi con một địa chỉ thì thường thường có show nào làm khoảng 5-60 con nét thì mình tốn tương đối là địa chỉ. Có show tận 100 con nét hơn 200-300 mà đúng không? Thế là sẽ tốn địa chỉ. Thế là đèn nét thì mình sẽ chia theo khóm là dễ nhất. Còn có thể là hai con một địa chỉ đặt đối xứng với nhau từ bên trái bên phải đập vào giữa hoặc từ giữa dậy giật ra. Thì theo ý tưởng của mình thôi. Từ ngay từ con đèn đầu tiên mình treo lên mà thì mình đã phải biết nó làm nhiệm vụ gì rồi. Thế mình sẽ chọn làm sao để tách địa chỉ hay là chọn cái góc đèn làm sao cho nó hợp lý nhất. Ở trên cái phần này còn ai thắc mắc gì không ạ? À không, cái binder này thì nói chung anh bây giờ anh cứ hình dung anh này. Cái đèn là mỗi đèn một loại file khác nhau. Nhưng mà của SVT bên em thì là sẽ là đồng bộ của anh là từ đèn nét cho đèn binder, anh sẽ đồng bộ với nhau. Để mình dễ thao tác và sử dụng nhất, đồng bộ nhất. Từ BIM 230 đến BIM 260 là anh vẫn đồng bộ được chung với nhau. Vâng. Như nào ạ? Dimmer, cái dimmer một màu. Anh dimmer một màu là cái dimmer nào nó chỉ hiển thị đánh dimmer thôi cho anh. Còn cái màu này đây, đúng không? Em chọn màu đỏ này. Em chọn dimmer thì nó chỉ dimmer màu đỏ cho em thôi, chứ nó không dimmer sang màu khác. Nếu anh chọn kết hợp cùng màu khác anh sẽ chọn kết hợp effect của màu. Anh kết hợp nhiều chức năng với nhau. Mình chỉ mở khóa những cái gì mình sử dụng đến ấy thì mình chỉ mở khóa cần đó thôi thì nó sẽ không bị dính ra ảnh hưởng sang cái khác và mình có thể thay đổi được lúc nào mình thay đổi được. Ví dụ đang đổi màu em mình chỉ thích một màu thôi chẳng hạn thì nó vẫn là chỉ là một màu cho mình. Có ai thắc mắc gì nữa không ạ? Vâng. Setting. Rồi vâng. Chọn show speed.